Hello mọi người, hôm nay Shop xin trở lại và giới thiệu với mọi người một sản phẩm rất là quan trọng trong cái bước mà chúng ta chăm sóc da ha. Đây trên tay mình là chai nước tẩy trang của Tram, và đây là chai nước tẩy trang 2 lớp nha. Chắc là mọi người cũng đã nghe qua nước tẩy trang 2 lớp rồi. Nếu mọi người nhìn cũng có thể thấy ở trên là lớp nước và ở dưới là lớp dầu. Vì sao là nước tẩy trang 2 lớp thì rất là tốt, khi mà mọi người sử dụng nước tẩy trang 2 lớp lại tốt hơn là nước tẩy trang 1 lớp. Mọi người thấy đó, một số các thành phần giống như là khi chúng ta make up á, thì nó sẽ có một số thành phần là dầu và một số thành phần là tan trong dầu và một số thành phần không tan được trong dầu, chỉ tan được trong nước. Do đó mà sản phẩm của Tram thì làm hai lớp như thế này là khi chúng ta lau tẩy trang thì nó rất là sạch. Những cái chất nào mà tan trong dầu hay tan trong nước thì đều được lấy sạch bởi cái nước tẩy trang của Tram luôn, vì nó có một cái thành phần là vừa hòa tan dầu và vừa hòa tan nước. Mình vừa giải thích cái điều đó cho mọi người hiểu vì sao là gọi là nước tẩy trang hai lớp và vì sao lại nước tẩy trang hai lớp thì thường là mắc hơn nước tẩy trang một lớp là như thế. Vì nó có khả năng là hòa tan cả dầu và nước khi mọi người sử dụng để lau sạch các chất dơ ở trên da của chúng ta, vừa có dầu và vừa có nước thì nó sẽ rất là sạch. Và vì sao lại sử dụng nước tẩy trang? Một số bạn á, khi mà hỏi mình thì các bạn lại thường nói rằng mình không có trang điểm, mình chỉ ở nhà không thôi, vì sao lại cần phải sử dụng nước tẩy trang? Thì mình xin thưa rằng dù các bạn ở nhà, các bạn không trang điểm thì cái chất dơ ở trên mặt của chúng ta lúc nào nó cũng sẽ có. Vì khi mà chúng ta đi ra ngoài, ví dụ như chúng ta đưa đón con, chúng ta đi chợ, chúng ta đi uống cà phê với bạn bè, thì khi đó những cái chất dơ ở ngoài môi trường như là khói bụi nè, khói thuốc lá nè, hoặc là những cái chất thải từ nhà máy nó thải ra thì nó đều đập thẳng vào mặt của chúng ta hết. Và mặt của chúng ta chính là nơi hút những cái chất đó ở trên bề mặt da của chúng ta. Vì vậy mà mọi người phải tẩy trang mỗi ngày nha cả nhà nha, không thể bỏ qua bước này được. Và một trong những nghiên cứu rất là nổi tiếng của nước ngoài đã chứng minh rằng một người nào đó không tẩy trang trong một tháng thì cái tốc độ lão hóa da sẽ bằng với 10 năm. Và mọi người đó phải cẩn thận cái chỗ này. Nếu mà chúng ta không hiểu về những cái sản phẩm chăm sóc da thì chúng ta sẽ không thể có một làn da đẹp được. Mà mình khuyên là chúng ta phải sử dụng tẩy trang mỗi ngày nha cả nhà nha. Và các bước để sử dụng cái này á, đây là cái bước đầu tiên trong cái việc chăm sóc da và là cái bước làm sạch rất là tối ưu luôn. Trước khi mọi người rửa mặt thì mình khuyên là chúng ta sẽ lau cái nước tẩy trang này một lớp ở trên da của chúng ta để lấy sạch những cái chất dơ, chất bụi bẩn, khói xe và những cái chất mà chúng ta đi hàng ngày đó. Hoặc là một số các bạn gái thì sử dụng kem chống nắng đó, kem chống nắng mỗi ngày để bảo vệ da, thì chúng ta cần phải tẩy trang nha. Sữa rửa mặt nó không thể nào lấy sạch những cái chất đó ra được. Và một số bạn khác thì lại nói với mình rằng em sử dụng kem dưỡng thôi, em không có sử dụng kem chống nắng thì có cần tẩy trang không? Thì mình nói rằng rất là cần thiết luôn. Vì khi chúng ta sử dụng kem dưỡng thì mọi người thấy đó, không phải là chúng ta thoa kem dưỡng vào là lập tức cái kem nó sẽ thấm hoàn toàn vào da của chúng ta 100%, mà nó đều có sự đào thải. Tức là khi mà chúng ta thoa kem lên thì tầm 80 hoặc là 90% nó sẽ thấm vào da, và một số các thành phần khác không thấm vào da thì nó sẽ ở trên bề mặt da. Vì vậy nếu mà chúng ta không có dùng nước tẩy trang, chúng ta chỉ rửa sữa rửa mặt thôi, thì có thể là nó sẽ không làm sạch hoàn toàn và nó sẽ ở trên bề mặt da của chúng ta rất là lâu. Thì mỗi ngày dồn lại một ít thì cái lỗ trên lông của chúng ta nó sẽ đầy ứ và nó sẽ rất là dơ. Vì vậy mà da của một số bạn nào mà hay bị mụn cám, nào mụn ẩn, mụn đầu đen, thậm chí là bị mụn viêm luôn, là đó là do cái cách các bạn làm sạch da chưa có đúng. Cho nên mình khuyên là các bạn nên mua nước tẩy trang và sử dụng mỗi ngày nha cả nhà. Không phải là chúng ta make up thì mới dùng là nước tẩy trang. Trước đây thì mọi người hay có cái thói quen là chỉ có make up thôi, sau khi make up thì mới mua nước tẩy trang. Nhưng mà thật ra cái kiến thức đó đã xưa rồi. Và muốn chăm da chúng ta thật là tốt, thật là sạch thì mọi người phải tẩy trang trước. Và khi tẩy trang thì mình khuyên là chúng ta nên mua cái bông tẩy trang nha. Mọi người đừng có tiếc tiền dùng cái bông gòn á. Tại vì cái bông gòn nó có rất là nhiều sợi thì nó sẽ tưa ra và nó sẽ đâm vào cái da của chúng ta, sẽ gây tổn thương da của chúng ta. Mà chúng ta phải dùng những cái bông tẩy trang như thế này, nó được ép rất là mịn luôn và nó không bị tưa ra nha cả nhà. Khi mọi người sử dụng tẩy trang hai lớp thì mọi người nhớ lắc lên, đều lên cho mình. Đây,
Sau khi lắc đều ra thì mọi người sẽ đổ ra bông tẩy tre một lớp nhẹ ha, vừa đủ. Và chúng ta bắt đầu lau, lau từ dưới lên ha. Cái cách lau của chúng ta sẽ là từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài nha cả nhà. Và cái vùng chữ T, đây là cái vùng chữ T nè, là cái vùng rất là nhiều dầu, và dầu nó sẽ tập trung ở cái vùng chữ T rất là nhiều, do đó mọi người nên lau lau ở phần này kỹ hơn một tí xíu. Và kỹ không phải là chúng ta miết nha cả nhà nha, chúng ta chỉ lau nhẹ thôi, đừng có miết trên da sẽ gây tổn thương da nha cả nhà. Đó là cái bước mình hướng dẫn mọi người dùng cái tẩy trang hai lớp của Trang. Thì bên mình có cung cấp sản phẩm này luôn, và nó rất là thơm mọi người nha, nó thơm, cái mùi rất là dễ chịu, mùi rất là ngọt. Và sản phẩm bên mình cam kết là không có hóa chất nào, không có chất tạo màu, không có chất tạo mùi, không có thành phần từ động vật, và hoàn toàn từ thiên nhiên nha, rất là an toàn cho da. Và da các bạn nào mà đang có mụn hoặc là nám nhờn, hoặc là các bạn sử dụng kem chưa có hiệu quả, thì mình khuyên là mọi người nên sử dụng nước tẩy trang nha. Và cần tư vấn về da thì mọi người hãy liên hệ với mình, mình sẽ giúp cho các bạn có một làn da rất là đẹp, mịn màng, và sẽ luôn căng bóng. Đổ một ít ra cho mọi người xem ha. Và trước khi đổ ra là mình sẽ lắc lên, nó rất là thơm luôn, và mình rất là thích cái nước tẩy trang trang. Nhớ nha cả nhà nha, giờ chúng ta sẽ bắt đầu lau, lau từ dưới cằm, và mọi người nhớ lau nhẹ nhàng nha, lau thật nhẹ nhàng từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Chúng ta không miết trên da nha, mà chúng ta chỉ lau thôi, càng nhẹ càng tốt để nâng niu cái làn da của mình. Đó, mình mới lau rất là nhẹ thôi mà mọi người nhìn thấy không? Mặt của chúng ta rất là dơ, dơ lắm. Chúng ta nhìn cảm quan ở bên ngoài chúng ta không thấy được, nhưng mà nó dơ kinh khủng luôn. Nếu mà chúng ta không lau cái nước tẩy trang này á, thì những cái bụi bệnh càng ngày nó càng dồn vào cái lỗ chân lông của chúng ta, mà sữa rửa mặt hàng ngày không thể lấy ra được. Phải dùng tẩy trang trước khi dùng sữa rửa mặt nha. Cái bước này rất là quan trọng, mình nói thật đó. Và các bạn nào mà da nhờn thì càng phải dùng nước tẩy trang nhiều hơn để tránh gây mụn ẩn, mụn nhờn và mụn viêm nha cả nhà. Các bạn nào da có mụn á, thì liên hệ với mình đi, mình sẽ chỉ cho các bạn cách chăm sóc da tốt để da của chúng ta sẽ ít bị mụn tái tạo, ít bị mụn nó sẽ quay trở lại nha. Xin chào, cảm ơn các bạn đã theo dõi.